Nam Ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Anh rồi mai mốt có rễ á, có bắt rễ không? Bắt chưa? Bắt chứ không? Bắt mấy đứa? Lo hết rồi. Lo sao? Rễ là bắt gà, bắt vịt, bắt được mấy đứa. Tôi hai đứa gái bắt hai thằng nữa chứ đừng. Hôm nay bắt 17 thằng. Đỡ đẹp. Vậy là cưới nhau 7 năm. Không có năm nào ăn thịt không vịt hết. À, phải ăn mới biết dở chứ đúng không? Dở lắm, cái dở đó không ăn được. Chắc nó trù có mình nhiều vòng. Không, ý là bắt nó thay đúng không? Thành chứ. Thì nhà đồ hả cho hết, phải dùng đấy. Bây giờ cho một đứa bên trong nhà. Máy hết. Để mình làm một cái đập ra xuống để liền. Có tiêu chuẩn gì không anh? Bây giờ tiêu chuẩn trọng rễ của anh Lâm này. Ủa? Rồi. Vẻ đẹp kỳ vậy, biệt kỳ. Đẹp kỳ vậy. Đẹp kỳ vậy. Đẹp kỳ vậy. Nhất quyết là không lấy không cái đẹp kỳ. Chỉ là ở những ngày chưa có được. Đẹp thôi là được. Xem nghe nói là anh gì cái gì không da với lại không da. Em nghe nói anh là gọi là gì? Nghệ sĩ Việt nhiều không da nhất cái showbiz này. Hết chứ. Có lý do kỳ quan tâm đúng không? Lý do kỳ quan tâm là một cái gì vậy? Gì vậy? Sợ nhiều khi mình quay được mấy mốt nó mời mình đi nữa. Trời ơi, thôi một lần thôi ba ơi. Thì đi quay cũng bị áp lực chứ em, thì đó giờ đi quay em không có áp lực. Mà này nè, sáng bị lo, xong rồi vợ phải bồng con theo dòm ngó. Cái ba có bị rung, ba bị áp lực không? Ở nhà là hai cho con có nói chuyện. Không có nói từ lúc 7 năm trời là bây giờ nói được chắc khoảng 500 từ. Thoải mái đi nào, uống ly nước đi. Vô với đi anh. Vô chuyện nào. Vô ba. Thoải mái đi. Anh vô. Có bia không? Ba em thích bia. Rồi, ba em là vua bia. Không quá đâu anh. Thôi, uống là uống nước là được rồi. Nước đi anh. Sức khỏe thoải mái nha. Dạ. Uống đi người xưa. Em người thích gì nha. Uống. Anh nhớ ngày xưa lần đầu tiên gặp Lê Dương Bảo Lâm đó. Nhưng mà lần đầu tiên gặp Bảo Lâm á thì cách đây cũng khoảng là 7 năm tới 8 năm. Cái bữa mà lần đầu tiên gặp là Quỳnh dẫn về hay là Lâm tự mò về? Không, lần đầu tiên á là em không biết, nhưng mà nói chung ra là Lâm quen Quỳnh á là một hai ngày sau bắt đầu Quỳnh á Lâm vô nhà có chơi. Quen mất một hai ngày là Lâm vô nhà. Quỳnh thấy
đánh giá Lâm là như thế nào? Mình chưa mới vô lần đầu thì chưa đánh giá được. Tự chẳng qua là mình dòm ngó thôi. Dòm ngó hả? Để thấy trộm hay sao mà dòm ngó thử lên. Trộm hay sao mà dòm ngó. Tướng như thế nào thôi, thật lòng thôi đó. Mình cũng chưa đánh giá được. Chỉ là ngoại hình đó, ba thấy ngoại hình. Ngoại hình thì đẹp. Đẹp, đẹp nha, Lâm ơi đẹp. Tánh tình nữa thì mình chưa biết. Rồi khi nào mới đánh giá được người tánh tình? Sao này đâu mấy năm á. Mấy năm sao cưới được? Là chưa cưới. Chưa cưới rồi. Hai đứa bàn nhau từ 6-7 năm. 6-7 năm luôn. Đúng rồi. Sau 6-7 năm đánh giá con người Lâm sao? Thì nói chung ra hồi xưa là gia đình có bán nước ở ngoài công viên. Nước mía, dạ, bán nước mía luôn đi. Lâm ở lâu lâu là thứ bảy chủ nhật là Lâm ở Sài Gòn về. Dạ. Vậy là về thẳng vô ngay quán luôn là chơi. Chơi mà không có vô nhà. Nó không uống nhưng mà nó mời. Nó mời khách rồi đã chơi vô quán uống nước mía. Nó có quắc khách anh, có quắc khách anh. Có nghĩa là cái nguyên cái công viên rất là đông. Mấy chục xe nước mía ở đó. Có nghĩa là miệng ai lớn nhất có thể quắc được khách. Ai lớn nhất có thể quắc được khách. Bởi vì cái việc cái đó vui à, dành cho cặp tình nhân á. Mà cái quán anh nó tuốt ở dưới cái hẻm đó. Có nghĩa là khách mà chạy từ dưới kia xuống á. Nên ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Ác quá. Bắt anh tới từ 10 giờ sáng. Quay phỏng vấn rồi nhỏ. Mà không còn quay chính. Chưa cho ăn. Cũng ok đó, tại vì nhận hẹn được không ok đó. Cho nên nhẹ lại đó, chứ anh hãy quay là dứt à. Hay buồn rồi đó. Đúng rồi, quay cái gì mà nó hẹn lên 1 tiếng đồng hồ. Xong rồi hả, hay nọ lắm. Nhưng mà bây giờ quay xong rồi cảm xúc anh sao? Cảm xúc vui, hạnh phúc. Cái đầu tiên là chị với ba được chị về. Nói giờ mà mình lắm lắm nó. Chị với mẹ thì ý nghĩa quá. Rồi mốt có nhiều bữa cơm vậy thì mấy đứa nhỏ sẽ quấn anh hơn. Nó không mê ông nội nữa, sẽ mê ba hơn. Cho một lời kêu gọi đây như là khán giả đón xem tập mình này của mình được không ạ? Tập mình tới đi, tập mình đi vòng sẽ phát hết những bé trong vòng ba để mà có thể như là truyền những cái nguồn cảm hứng về gia đình và lập thấy nhiều khi làm mình đơn giản quá, nhưng mà mình nhìn lại thì mình lớn cao, thì mình cũng sống phải chịu, mà cái tập của gia đình. Gia đình mình cũng hết. Vì là mong quý vị là mẹ chị tình mẹ chồng nhau. Là vì quý sẽ một mắt là phát hành cho nhau là bây giờ không gửi sẽ gọi cho chồng là người ta ăn không gửi mà sẽ giúp chị mẹ để chơi luôn. Thì giữa con gửi và bây giờ thì nằm thì thật chất rất là xa. Chưa biết nào kết nối được. Chứ còn quý vị cái phòng mắt đó có thể kết nối được giữa bây giờ thì nằm cho con gửi. Thì là anh Lâm sẽ là cái gọi là phát súng đầu tiên. Chúng tôi nghĩ là ba Lâm không có chuyện nói chuyện. Nếu ba Lâm mà nói chuyện thì câu chuyện Lâm có thể xúc động luôn. Bởi vì ba Lâm nói là không có gì.
được nhiều hơn, hết được nhiều. Ba còn áp lực, ba còn run, ba còn lo. Nhưng mà ví dụ như đợt sau